Tại sao đa số những điều dưỡng đều là nữ? Bởi vì đàn ông thật sự không tiện cho lắm. Ví dụ như cô gái trước mắt này bị liệt từ cổ trở xuống, cho nên mỗi lần đi vệ sinh, cô đều cảm thấy như sắp chết đến nơi. Bởi vì từ sau khi cô bị bệnh, tính tình của Muriel đều vô cùng cổ quái. Đa số điều dưỡng làm chưa được 3 ngày đều bị cô mắng chửi đuổi đi. Lâu dần, những người đến phỏng vấn càng ít đi. Mãi đến hôm đó, một người đàn ông râu tóc xồm xoàm đến phỏng vấn làm điều dưỡng. Anh ấy tên là Leo, là một tuyển thủ quyền Anh hết thời. Cho dù Muriel rất không đồng ý, nhưng vẫn quyết định cho Leo một cơ hội. Ngày đầu tiên đi làm, Muriel nói với Leo, cô muốn đọc sách. Anh đặt giá đọc sách lên giường, sau đó lấy quyển sách cô muốn đọc đặt lên trên, rồi đặt kê lật trang sách vào trong miệng của Muriel, sau đó Leo đã có thể rời đi rồi. Anh ấy cảm thấy công việc này nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng điều dưỡng giao ban Lucia lại nói với anh, buổi tối còn phải tiến hành một lần bấm huyệt, đây mới là phần khó nhất của điều dưỡng. 3 giờ đêm, Lucia đánh thức Leo dậy, làm mẫu cho anh ấy. Bởi vì Muriel bị bại liệt, đi vệ sinh nặng hay nhẹ cũng đều cần có người giúp đỡ. Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng mở chăn ra, nhẹ nhàng gõ vào bàng quang của Muriel. Khi sắp đi vệ sinh, lại đè mạnh hơn một chút. Sau khi hai người rời đi, Muriel mới dừng việc giả vờ ngủ. Đối với cô mà nói, việc không thể nào bình thường hơn lại khiến cô vô cùng xấu hổ. Vì bài học vào lúc nửa đêm, sáng hôm sau Leo đã ngủ quên. Muriel không thể làm được gì, tức giận la hét trên giường. Sau khi giúp Muriel ăn sáng, lau miệng, cô bảo Leo mở cửa sổ, sau đó dọn dẹp phòng. Ngoài ra, Sô nói lần bấm huyệt đầu tiên sẽ vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng bản thân cô ấy cũng vô cùng do dự. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên để một người đàn ông làm chuyện đó giúp mình. Đúng 10 giờ, Leo mang các dụng cụ đi vào phòng. Muriel nhìn thấy anh ấy, đột nhiên cảm thấy bứt rứt không yên. Để giải tỏa cảm xúc, cô đột nhiên bảo Leo gõ giúp cô một số điện thoại, tiếp đó liền bảo anh ra ngoài chờ. Điện thoại đã được kết nối, nhưng lại hiển thị một dãy trắng. Sau khi khôi phục tâm trạng, Muriel cuối cùng cũng đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý. Leo lần đầu tiên tự gõ, liền quên hết toàn bộ các bước, Muriel cũng chỉ đành xấu hổ quay đầu đi để mặc cho Leo tự làm. Nội dung công việc như vậy, rất nhanh cũng đã khiến Leo muốn bỏ cuộc. Đợi sau khi Lucia quay lại, Leo đã nói muốn rời khỏi đây. Lucia không cảm thấy lạ, cô không hề níu kéo Leo, cô chỉ kể cho anh ấy nghe một câu chuyện. Hóa ra Muriel trước đây cũng là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng 3 năm trước trong một vụ tai nạn xe, đã thay đổi cuộc đời của cô ấy. Cô ấy ban đầu đến Colombia với chồng sắp cưới, nhưng sau vụ tai nạn, chồng sắp cưới rất nhanh đã rời xa cô ấy. Nhìn dáng vẻ bây giờ của bản thân, cô liền quyết định không quay lại quê nhà nữa. Có lẽ vì thương cảm cho số phận của Muriel, có lẽ vì thiếu tiền, hôm sau Leo vẫn đến đi làm. Mặc dù Muriel đánh cược với Lucia, anh ấy sẽ không quay lại. Nhưng khi cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vẫn nhịn không được mà nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người. Đến bản thân cô cũng không nhận ra, sự xuất hiện của Leo đã âm thầm thay đổi Muriel. Vì sao rất nhiều người đều không thích ăn cá? Vì đa số mọi người đều đã bị mắc xương cá. Muriel chính là một ví dụ sống, đặc biệt là sau khi bị liệt, cô càng cảm thấy sợ hãi. Muriel cho rằng một cái xương cá thì có thể lấy đi tính mạng của mình. Điều hướng thụ duy nhất tôi có chính là ăn, tôi đói sắp chết rồi, anh lại cho tôi ăn cá, đáng chết. Nhưng Leo hứa với cô ấy, đã lấy hết xương cá ra rồi. Sau một hồi khuyên nhủ, Muriel mới cẩn thận nếm thử một miếng. Nhưng rất nhanh, cô đã thay đổi, từng miếng một, căn bản là không dừng lại được. Leo thấy Muriel vẫn luôn ở trong phòng, vì thế liền muốn đưa cô ra khỏi căn phòng này. Nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của Muriel. Cô rất ghét chuyện nhiều người cùng đưa cô ra ngoài, cũng lo lắng bản thân sẽ bị ngã ở cầu thang. Nhưng Leo lại không quan tâm đến sự phản đối của Muriel, trực tiếp bồng cô ấy lên sân thượng. Nhìn thấy phong cảnh ở bên ngoài, Muriel cũng dừng việc chửi mắng lại. Leo bảo cô nhắm mắt lại, làm một trò nhỏ. Anh lấy ra một lọ nước hoa, bảo Muriel đoán mùi. Muriel nhẹ nhàng đáp đúng hai câu, thành tựu nho nhỏ, khiến cô cảm thấy bản thân cũng không quá vô dụng. Người cũng thay đổi không chỉ có mình Muriel. Bởi vì Muriel rất thích đọc sách, cô phát hiện Leo rất ít đọc, vì vậy liền yêu cầu Leo đọc cho mình nghe. Lâu dần, Leo cũng hiểu được những câu khó và dần dần biến việc đọc sách thành một thói quen. Mãi đến sáng hôm đó, Leo vì say xỉn nên lại đến muộn. Muriel trực tiếp cảnh cáo anh, nếu còn lần nữa, sẽ trực tiếp đuổi việc. Vì chuyện này, Leo quyết định cai rượu. Để phân tán sự chú ý, anh đến phòng quyền Anh của bạn, muốn quay lại công việc trước đây. Người bạn giới thiệu cho anh hai hạt giống tốt, Leo vừa nhìn đã nhận ra Hina chính là tên trộm đã ăn trộm ví của anh ấy. Nhưng anh ấy không những không lấy công trả thù riêng, mà còn đồng ý chia một nửa tiền thưởng cho Lina. Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của Leo được chia làm hai phần. Buổi tối luyện tập quyền Anh cho Lina, ban ngày là điều dưỡng ân cần của Muriel. Dần dần, Muriel không còn chống đối lại Leo nữa, cũng dần quan tâm nhiều hơn đến anh ấy. Cô nghĩ không biết anh có bạn gái không, thậm chí còn lo lắng Lucia sẽ có tình cảm với anh. Lúc Leo không ở đây, cô
cô sẽ nghĩ người đàn ông này đang làm gì. Có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận ra, cô đã nảy sinh một cảm giác hỉ lại và Leo. Mãi đến hôm đó, Leo đưa Lina ra ngoài ăn, nhưng ai ngờ Lina trong lúc nhảy nhót lại gây phiền phức, trực tiếp đấm một cô gái khác ở bên cạnh chảy máu mũi. Leo thấy vậy liền kéo Lina ra khỏi nhà hàng, nhưng người của đối phương rất nhanh đã lái xe đuổi theo. Để bảo vệ Lina, Leo bị đánh trọng thương. Vì sợ Muriel lo lắng, anh liền dặn Lina đi tìm Lucia để nói chuyện, nói bản thân bây giờ không thể nào đi làm. Nhưng câu này khi Muriel nghe được lại cảm thấy như anh ấy muốn rời đi, nhưng không dám trực tiếp nói nghỉ việc. Muriel thất vọng không còn thích ăn uống, cho đến việc đọc sách yêu thích nhất cũng không đọc vào một chữ nào. Để quên đi Leo, cô bắt đầu phỏng vấn điều dưỡng mới. Nhưng hôm đó, Leo bị thương vẫn chưa lành đã xuất hiện một lần nữa. Điều nói phụ nữ rất khó hiểu, thật ra rất nhiều lúc, để thể hiện sự phẫn nộ của mình, phụ nữ thường xuyên nói ra những lời ngược lại. Ví dụ rõ ràng muốn giữ bạn lại, nhưng lại không hề nói ra những lời níu kéo. Muriel nói là nghỉ việc 2 ngày, nên anh đã bị đuổi rồi. Cho dù Leo nói anh muốn ở lại tiếp tục làm việc, nhưng vẫn bị Muriel từ chối. Sau khi đuổi Leo đi, Muriel lại vô cùng hối hận. Những ngày sau đó, cô lại quay lại những ngày tháng đau khổ trước đây, thậm chí còn muốn chấm dứt tất cả. Cô vốn tưởng cả đời này sẽ phải chờ chết như vậy. Mãi đến sáng hôm đó, một tiếng ngáy đã đánh thức cô ấy. Mở mắt ra nhìn, hóa ra lại là Leo đang say xỉn nằm bên cạnh mình. Nhưng Muriel lại không hề tức giận, cô hạnh phúc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Ngay cả khi Lucia muốn đánh thức anh, cũng bị Muriel kịp thời ngăn lại. Leo sau khi thức dậy, phát hiện căn phòng mình đang nằm, cũng bị dọa một phen. Anh cầu xin Muriel để anh ấy quay lại. Muriel lúc này khác hẳn với khi nãy, cô vẫn cố chấp đuổi Leo rời khỏi đây. Leo quay người vừa chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên quay lại. Anh đoán Muriel đang giận dỗi với mình. Đối diện với người đàn ông mà mình mong nhớ bao ngày, Muriel không thể nhịn được nữa. Cô nói anh không hiểu gì cả, những lời tôi nói đều là tra tấn, anh đến rồi lại đi khiến tôi rất khó chịu, tôi muốn anh quay lại. Muriel cuối cùng cũng nói ra hết những bất mãn trong lòng. Sau khi thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, một giây sau, cô liền thay đổi thái độ, bảo Leo đi chuẩn bị bữa sáng. Leo rất hiểu Muriel đã tha thứ cho mình. Bọn họ giống như trước đây, Leo đẩy cô đi bộ trong công viên, đọc sách cho cô dưới bóng cây, dẫn cô lăn lộn dưới bãi cỏ. Muriel biết bản thân đã yêu say đắm người đàn ông này. Cô đưa ra một đề nghị với Leo, hy vọng anh mãi mãi không bỏ rơi mình. Leo đã đồng ý. Rất nhanh đã tới ngày thi đấu của Lina, Leo sợ Muriel nghĩ nhiều, liền nhớ Lucia xin nghỉ 2 ngày giúp mình. Không ngờ lần này Muriel không những không tức giận mà còn mua cho anh một chiếc áo rất sặc sỡ. Cuộc thi tiến hành rất thuận lợi, Lina thành công đạt được quán quân. Nhưng Leo không hề chia số tiền thưởng mà đưa toàn bộ cho Lina để cô bé phát triển. Leo thay chiếc áo sơ mi sặc sỡ, mượn một chiếc xe mui trần của bạn. Anh đưa Muriel cùng đi đến vùng biển mà cô muốn đi từ lâu, chậm chậm cảm nhận từng đợt sóng biển và ánh sáng mặt trời. Giữa trách nhiệm và sự gánh vác, bọn họ phá vỡ giới hạn của bản thân. Từ sự phản kháng ban đầu đến sự ỷ lại lẫn nhau sau này, giữa hai người đã xây dựng được tình yêu và sự tín nhiệm. Bọn họ ở bên cạnh nhau, thay đổi lẫn nhau, trở thành nơi trú ngụ cho linh hồn của nhau. Bộ phim ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.